Rồi, chào mừng các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay cái hạng B1 ở sân Hà An nhé. Thì đầu tiên các bạn lên này, thì các bạn phải thắt dây an toàn vào nhé. Không thắt dây an toàn thì nó trừ của mình 5 điểm nhé. Thì các bạn chỉnh tư thế ghế ngồi làm sao cho nó vừa chân phanh chân ga, sau đó mình thắt dây an toàn vào và quan sát hai bên gương để làm sao chúng ta nhìn cái tầm nhìn nó phù hợp, để khi chúng ta ghép chuồng thì gương nó không bị cao quá hoặc không bị thấp quá nhé. Đây, đối với hạng B1 thì nó rất là dễ và tổng bài thi là cũng là 18 phút. Đấy, chúng Xin ta bắt chào đầu mừng vào bạn số đến này. với hệ thống phát hành lái xe D tự này, động. sau đó Xin chúng mời ta bạn sẽ đưa bật xi xe ra nhan vạch xuất phát. trái này, Xin và mời khi nào hộp bạn chip đưa nó xe báo ra bắt vạch đầu thì xuất chúng ta sẽ đi, khi nào Bắt nó đầu báo đi. bính bong thì chúng ta tắt xi nhan đi, Bắt đầu không thi. tắt hay là không bật trừ 5 điểm nhé. Rồi, Chưa tiếp bật tiếp theo bài thi tiếp theo là bài dừng xe nhường đường người đi bộ. Thì các bạn quan sát ở Bài thi đây, tiếp theo bài thi nếu nhường ở trên cái hốc cửa ấy, các bạn ấy nhé, ngồi ấy, thì nó thẳng cái vệt đứt ở dưới cái chỉ đường ở bên tay phải đây này, hai bên nó đều có điểm căn nhé. Thì các bạn nhìn này, đúng ở cái chỗ hốc cửa đây nó thẳng cái vệt đấy, thì chúng ta côn phanh lại, phanh lại là ăn điểm, dừng non hay dừng quá đều bị bài trừ thi 5 điểm các bạn dừng nhé. bài thi dừng và Rồi, tiếp theo đề ba đây thì nó rất là dễ đây. tôi Cái điểm căn lên cái hốc cửa đây, cái khuỷu tay của bạn nếu ngồi thẳng bằng vai bằng khuỷu tay thì chúng ta căn bằng vai hoặc khuỷu tay thẳng cái điểm vệt đấy đó ở trên tiếp đấy. Rồi thì chúng ta phanh lại và sau đó bỏ phanh xoay sang chân ga cái là nó qua, thì tổng thời gian là 30 giây. Thì đối với hạng B1 đề 3 nó rất là dễ và không bị chết bài máy này, thi không bị dừng tụt dốc đâu các và bạn, tôi nên phải các bạn cứ phanh bình tĩnh các bạn làm nhé. Rồi, tiếp theo đó là bài qua vệt hàng đinh đây, thì chúng ta cua dần đều về bên tay trái này, sau đó này vai của mình qua cái vệt trắng ở bên tay trái này, cái vệt chỉ đường trắng này qua vệt trắng một tí khoảng tầm 20 phân thì chúng ta phanh lại. Đây các bạn quan sát đây, đây cái vệt trắng bên này bên tay trái này thì chúng ta phanh lại, sau đó bắt hết về bên tay tay trái nhé, để vào cái đây đấy, cái vệt đường trắng để vào cái bài vệt bánh xe. Thì khi bắt hết rồi thì khi nào xe của chúng ta thẳng đầu ra thì chúng ta côn phanh trả thẳng lại và lấy thẳng từ xa. Đấy, các bạn ngắm giữa cái tâm vô lăng của mình, giữa người của mình thẳng với lại cái điểm. Đây, cái bờ trên bờ vệt ở đó, cái vệt nhỏ đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy nhá. Thì chúng ta đi này và gần đến nơi chúng ta hơi nghiêng sang trái một tí để bánh xe nó lọt, vì cái vệt ở đây nó hơi bị ghé sang phải trái nhá. Người ta làm nó không được thẳng lắm. Đấy, còn đè một trong hai vạch thì bị trừ 5 điểm, lệch hẳn ra trái thì trượt luôn. Hoặc là ví dụ như cái bánh của mình ấy, nó đè chậm quá 5 giây thì nó cũng trừ x2 lên nhá. Nên các bạn bình tĩnh đi qua cái bài này nhá. Tiếp theo đây, qua cái đoạn rích rắc này thì vai của mình, gần vai của mình, gần đến vai tai gương nó qua một tí thì bắt hết về trái này. Sau đó cho cái xe nó sát về bên tay trái thì lại tiếp tục bên này. Thì cái hốc cửa ấy nó thẳng với lại cái bờ thì chúng ta phanh lại, sau đó bắt tiếp hết về bên tay tay phải nhá. Các bạn quan sát đó, đó cái bờ vỉa đó, đó thì cái đoạn hốc cửa ấy, đấy nó thẳng thì chúng ta bắt hết về bên tay tay phải, dừng hẳn lại để bắt lái nhá, thì cho nó chắc, tránh tình trạng chúng ta vừa đi vừa bắt thì nó dễ bị liếm vạch, và liếm vạch thì bị trừ 5 điểm nhá, các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo là ra cái ngã tư đầu tiên thì ba xanh thì bỏ, ba đỏ thì đi. Có nghĩa là như thế nào? Nếu ba đèn xanh thì các bạn đi tiếp được, các bạn vượt đèn đỏ bị trừ 10 điểm, mà đứng ở trong đèn đỏ quá 20 giây không di chuyển trừ tiếp 10 điểm nữa, quá 30 giây trượt nhá. Nên các bạn đừng bạn nào vượt đèn đỏ, và chúng ta khuất cái vạch vàng ở dưới này này thì chúng ta côn phanh lại khuất đầu xe tùy theo tầm ngồi của mỗi người nhé. Các bạn đừng đỗ sát quá nhé, đỗ sát quá mà khi chúng ta bỏ phanh ra chúng ta ga lên là dễ bị vượt đèn đỏ. Và chúng ta quan sát, nếu mà đỗ sát quá thì để dây xanh nó nhảy thì chúng ta hãm ga, còn đâu đỗ xa xa như thế này thì ba xanh thì bỏ, thì bắt đầu đến ba giây đỏ chúng ta đếm ngược 3 2 1 thì ba giây đỏ bắt đầu nhả phanh ra và chúng ta ga lên thì nó nhảy sang dây xanh là vừa. Rồi, bài thi tiếp theo đó là bài đường vòng quanh co đây. Thì chúng ta nhìn cái mũi tên nhé, bạn nào đi không nhớ đường thì chúng ta cứ nhìn mũi tên nhá. Thì quan sát vào đây, cái chỗ hốc cửa ấy, nó thẳng với lại cái chữ B ở dưới đường đấy này. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, đến chữ B thì chúng ta bắt một vòng. Bắt một vòng và vào đúng hạng của mình nhá. B1, B2 thì đi cùng chung với nhau một cái đường, thì các bạn phải nhìn cái biển báo nhá, nó chỉ hạng B nhá, tránh đi nhầm hạng C là trượt nhá. Rồi chúng ta bám sát về bên tay phải, sau đó tai gương của mình nó qua cái đầu bờ chuồng một tí thì chúng ta bắt một vòng về bên trái, sau đó vai của chúng ta đến tiếp bờ chuồng thì chúng ta bắt hết, sau đó trả dần đều lại và vai của mình đến đầu bờ này thì cũng bắt dần đều về bên tay phải, sau đó bắt hết.
tránh tình trạng để chạm vạch thì chúng ta đi chậm thôi. Tiếp theo đây, các bạn quan sát đây, vai của mình bằng bờ này, đấy, gần bằng bờ này, đấy thì chúng ta bắt dần đều một vòng, xong ra thì bắt tiếp. Thì đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai chúng ta cũng ba xanh thì bỏ, ba đỏ thì đi, tránh tình trạng vượt đèn đỏ trừ 10 điểm các bạn nhé. Nên chúng ta phải quan sát và nhìn đèn, bình tĩnh lái. B1 nó rất là dễ, tổng thời gian là 18 phút nhé, nên các bạn cứ bình tĩnh làm và nó không bị chết máy. Và các bạn chú ý quan sát giây nhé. Rồi 3 giây này, 3 giây thì chúng ta bắt đầu nhả côn nhé, nên các bạn phải lưu ý nhé. À, nhả phanh mình nhầm. Đấy, sau đó chúng ta hơi ga lên để cho nó thoát đèn xanh đèn đỏ. Thì tổng ở cái sân Hà An này nó có 4 chuồng dọc, thì chuồng nào khi tập chip chúng ta cũng cố gắng vào được nhé. Chuồng 1 có người rồi thì chúng ta bỏ, chuồng 2 có người rồi chúng ta bỏ, chúng ta sang chuồng 3, chuồng 4 nhé. Chuồng nào trống thì chúng ta vào. Còn khi mà nó đông hết 4 chuồng thì chúng ta phải đợi nhé. Rồi, và các bạn lưu ý một điều nữa là đây này, cái đường này là cái đường dành cho hạng C nhé. Tránh tình trạng mà bạn nào không nhớ đường, bạn nào mà đi vào trong này nó qua cái vạch vàng là nó đánh trượt luôn các bạn nhé. Đấy, vạch vàng là cái vạch mà bắt đầu tính thời gian vào bài của mỗi bài thi, nên mình phải lưu ý hết sức cẩn thận. Đây, tiếp theo đây thì mình sẽ ra cái chuồng dọc thứ 3 và thứ 4. Thì tập được tất cả các chuồng thì hôm thi thì chuồng nào mình có thể vào rồi thì mình sẽ không bị luống cuống. Tránh tình trạng mà vào chỉ quen một chuồng, đến lúc hôm thi có người nào mà bị trượt ở trong cái chuồng đấy mà người ta không ra được thì mình đợi thì mình cũng bị trượt nhá. Đấy, dừng hẳn lại này. Tai gương đến giữa chuồng, các bạn cứ nhớ cho mình, tai gương đến giữa chuồng thì chúng ta phanh lại chuồng nào cũng thế. Sau đó bắt hết về bên tay phải để vào. Thì cái khung bài của chuồng ghép dọc này là phải trái nhá. Thì thành xe cách cái mép chuồng 2-30 phân, các bạn lấy thẳng xe ra này, cách mép chuồng 2-30 phân hoặc tâm vô lăng thẳng điểm trắng đỏ. Sau đó vai của mình, đấy, ngang với điểm giữa chuồng thì phanh lại. Sau đó bắt hết về bên tay, bắt hết về bên tay phải nhá. Đó, cái điểm giữa chuồng đấy, các thầy có vệt ở trên sân đấy, bắt hết về bên tay phải vì khung bài là phải trái. Sau đó chúng ta sẽ nhìn gương trái, thì nhìn gương trái để thành xe của mình thẳng với cái điểm trắng đỏ đầu tiên thì chúng ta phanh lại. Sau đó bắt hết về bên tay trái thì là 4 vòng nhá, thì các bạn phải đếm nhá, tránh tình trạng chúng ta bắt thiếu thì nó không đủ. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó chúng ta vào R là lùi. Đấy, thì các bạn nhìn vào quan sát hai gương, nếu nó đẹp rồi thì chúng ta nhìn gương trái thôi, song song thì phanh lại xong trả thẳng nhé. Còn nếu nó hẹp trái thì phải trả sang phải, hẹp phải thì phải bắt hết trái sớm nhé. Còn chém bên phải thì trả thẳng tiến lên, sau đó 2-30 phân sau đó bắt hết về bên tay tay trái và lùi lại nhé. Rồi đây, chúng ta song song tỉ lệ như này là đẹp. Thì khi nào bánh xe đằng sau nó đè vào trong cái vạch vàng ấy, nó kêu bính bong thì là nhận chip. Sau đó chúng ta vào chữ D, số tiến, và vai qua cái bờ này thì chúng ta bắt hết về bên tay phải để ra nhé, các bạn lưu ý nhé. Tránh tình trạng mà bắt sớm quá nó liếm vạch là trừ 5 điểm của chúng ta. Còn chuồng này nó chỉ có 2 phút thôi, nên các bạn thao tác phải thật nhanh tay. Còn nếu không may nó quá 2 phút rồi thì chúng ta bình tĩnh chúng ta làm nhé. Thì nó trừ 5 điểm rồi, không sao thì cứ bình tĩnh làm thôi nhé. Đấy. Còn đoạn nào mà trống thì chúng ta ga lên không quá 20 km/h. Thì sân này nó rất là thoáng và ít xe, nên mà cái chuyện mà thiếu thời gian là nó ít lắm nhé. Rồi tiếp theo là ngã tư thứ ba. Đây các bạn nhìn mũi tên này kìa. Thì ở cái ngã tư này lưu ý cho mình nhé, thì là nếu mà bánh xe của mình bên trái mà chạm vào cái vạch vàng ở góc trên này này, đấy, góc giao nhau giữa người đi bộ ấy, là các bạn sẽ bị đánh trượt luôn nhé, trừ 25 điểm. Nên các bạn phải lưu ý nhé. Cũng ba xanh thì bỏ và ba đỏ thì đi, và chúng ta phải dừng lại nhé, đừng nối đuôi nhau là dễ bị dừng đi sát quá là dễ bị tai nạn nhé, dễ bị húc vào đuôi đấy. Đấy, cái góc đấy nhá, cái góc vạch vàng của nãy mình chỉ á, ở đầu mũi tên đấy, nếu các bạn chạm vào đấy thì các bạn bị trượt luôn nhé. Rồi chúng ta tiến lên để di chuyển này, đèn nó được thì chúng ta sẽ chú ý để chúng ta nhả phanh ra nhé. Thì cái vai của mình ngang với giữa cái vạch vàng bờ bên kia thì chúng ta bắt hết lái về bên tay trái nhé. Thì các bạn lưu ý một điều nữa là cái góc ở bên này này, cái góc vạch vàng nối đầu vạch vàng bên này, các bạn mà bị liếm bánh xe vào đấy cũng bị đánh trượt luôn nhá. Đó, cái góc đó thì chúng ta phải lưu ý nhé, để tránh cái tình trạng mà chúng ta trượt chúng ta không biết lý do nhé. Rồi tiếp theo ở đây nó có điểm dừng khẩn cấp thì 3 điểm nhé. Ngay đầu nó có một điểm với lại gần cái cột biển báo tam giác ấy nhé. Đường mũi tên ấy nó rẽ mà có một cái điểm dừng nữa. Còn bây giờ nếu nó kêu thì con phanh. Rồi ấn. Sau đó khi nào nó tu thì chúng ta tắt. Chúng ta mà chưa phanh mà ấn thì nó cũng bị trừ 10 điểm. Hoặc là nó tu rồi mà lâu quá không tắt là cũng bị trừ 10 điểm. Các bạn phải lưu ý nhé.
Rồi rất nhiều trường hợp mà bị rối nên là quên những cái điểm dừng khẩn cấp đấy, nên là các bạn phải hết sức cẩn thận và bình tĩnh để làm. Đây ở gần cái chỗ biển tam giác này, nó cũng có một cái điểm dừng nhé. Nếu nó không kêu ở đầu thì nó sẽ kêu ở điểm thứ hai này, còn nó không kêu ở điểm này thì nó sẽ kêu ở điểm thứ ba là sau tăng tốc tăng số. Thì B1, B2, C nó đều như nhau. Rồi tiếp theo là dừng xe nơi giao nhau với đường sắt đây. Thì các bạn nhìn ở cái điểm hốc trên cánh cửa căn ấy, nó song song với cái điểm mà các thầy đánh dấu ở dưới bên tay trái kia kìa. Thì chúng ta đi chậm lại và sau đó, nếu bạn nào ngồi vai bằng cái điểm hốc ở trên cửa thì chúng ta căn bằng vai. Anh nào cao thì căn bằng khuỷu tay nhé. Đấy, thẳng cái điểm đấy, vệt đấy. Điểm chỉ thế nha, thì chúng ta phanh lại. Còn phanh non quá hay phanh quá thì nó cũng đều trừ 5 điểm nhé. Như trường hợp này thì chúng ta phanh chuẩn rồi, vẫn còn 100 điểm. Đấy, rất là tốt. Thì trong quá trình đi thi ấy, thì kỹ năng nó chỉ chiếm 50% thôi, còn tâm lý nó 50% nó quyết định nha. Nên các bạn phải hết sức bình tĩnh để chúng ta làm bài nào nhớ bài đấy. Thì bài tăng tốc, tăng số của hạng B1 nó rất là dễ nhé. Chúng ta trả thẳng này, sau đó chúng ta nhìn có 3 biển nhé. Bắt đầu này, biển xanh 20 và stop. Thì chúng ta dừng hẳn lại để cho xe trước thao tác xong đã, tránh tình trạng chúng ta thao tác luôn thì nó đâm vào xe đằng trước nhé. Thì tí nữa các bạn chỉ cần nhả phanh ra, sau đó chúng ta ga mớm lên một tí thì nó bính bo một cái thì chúng ta ga thốc lên. Tốc độ đạt được từ 25 đến 30 km/h. Nếu không đạt tốc độ nó trừ 5 điểm nhé. Thì ở cái hạng số tự động này nó không cần phải vào số thì rất là dễ thôi. Thì các bạn cứ ga làm sao cho nó đủ tầm từ 25 đến 30 cây. Đấy, chúng ta bắt đầu di chuyển xe. Khi nào mà qua cái vạch vàng nó hơi nhú ga lên một tí này cho có đà này, sau đó nó qua vạch vàng bính bo một cái thì chúng ta đạp ga thốc lên. Đấy, và tốc độ đạt được là từ 25 đến 30 cây. Đấy, sau đó được là nó ok rồi. Thì đối với cái hạng B1 này không cần phải dừng lại nhé, vì không cần phải về số thì các bạn sẽ đi luôn, thì nó rất là dễ. Đây các bạn lưu ý này, nếu mà cái điểm dừng khẩn cấp 1, 2 nó không kêu thì cái điểm cuối cùng đây nó sẽ kêu ở cái điểm đây, mũi tên này. Các bạn nhìn thấy mũi tên đây không? Đấy, thì khuất cái mũi tên này thì nó sẽ kêu, thì chúng ta cũng sẽ phải côn phanh dừng lại nhé. Kêu 3 trong 1 thì các bạn lưu ý nhớ nhá, tránh tình trạng chúng ta quên không ấn dừng khẩn cấp là nó trừ của chúng ta 10 điểm. Tiếp theo là cái bài ghép ngang đây. Ghép ngang đây thì nó có 4 chuồng, thì cố gắng trong lúc tập chip thì chuồng nào chúng ta cũng phải vào được nhé, và tránh tình trạng chúng ta vào quen một chuồng nhé. Đây, 2 chuồng này nó có người vào rồi, thì bây giờ đợi con xe này xong đi đã, xong rồi chúng ta sẽ lên cái chuồng thứ 3. Thì cái khung bài của chuồng ghép ngang này nó có 2 cách, một là trái trái, 2 là phải trái, thì tùy theo từng nơi và từng thầy dạy cách nào cũng đúng hết nhé. Thì chúng ta sẽ thao tác theo cái cách mà thầy mình dạy ở nhà để mình thao tác nhé. Còn đối với bên mình thì bên mình sẽ dạy theo cái kiểu là trái trái, tai gương ngang với cái đầu hộp chip ở bờ chuồng nhỉ, hoặc là vai của mình ngang với lại cái ổ điện ở trên cánh cửa nhé. Đấy, trên chuồng, trên mái tôn ấy, thì chúng ta bắt hết về bên tay trái, sau đó nhìn gương bên trái này thì thấy cái gương trái thành xe bên trái thẳng cái góc chuồng thì chúng ta phanh lại, và sau đó chúng ta trả thẳng. Đấy, thẳng rồi trả lại 1 lần này, 2 lần bắt tay, sau đó chúng ta vào R lùi, và lùi vào khi nào hộp chip nó kêu bính bom thì các bạn lưu ý là lùi thêm cho mình khoảng tầm 1 giây nữa, nó rơi vào khoảng tầm 5 phân, sau đó mình bắt hết trái thì vào để tránh tình trạng nó bị rộng. Nhiều bạn về đến đây 100 điểm rồi vẫn bị trượt vì rộng quá 40 phân không biết sửa, sau đó bỏ bài thì nó quá cái điều kiện cho phép thì nó đánh trượt trừ 25 điểm của mình. Còn đây trong trường hợp này vào nữa nó bị hẹp đây, đúng không, thì chúng ta sẽ một là trả thẳng tiến lên, hoặc là hai có thể bắt hết phải, thì nó có 2 cách sửa: trả thẳng tiến lên 20-30 phân, hoặc bắt hết phải tiến lên khoảng tầm 20 phân, sau đó được rồi thì chúng ta lại bắt hết về bên tay trái và vào số lùi nhé, R để lùi lại. Thì các bạn lưu ý là làm cách nào cũng được, miễn sao nó vào được là được. Thì mình tư duy chứ mình không nên học dập khuôn. Đấy, các bạn phải quan sát gương nhé. Còn nó chém vạch thì trừ 5 điểm. Và khoảng cách diện tích là từ thành xe bên phải và với cái mép chip với nó 20 phân đổ vào, nếu rộng hơn là nó không nhận nhé. Rồi, song song phanh lại, sau đó trả thẳng này. Và chúng ta lùi từ từ này, cho nó bánh sau nó đèo cái vạch vàng là nó tu là nó nhận chip. Rồi, tu thì chúng ta phanh lại, sau đó vào D và bắt hết trái ra. Đấy, vẫn còn 100 điểm, rất là tốt. Thì các bạn cứ bình tĩnh chạy nhé. Thì đối với các cái hạng ấy, thì chúng ta cứ dừng non ở cái bài đề 3 một tí nhé, tránh tình trạng chúng ta dừng quá nó vượt ấy, thì chúng ta trừ 25 điểm rất là phí. Rồi, đến cái ngã tư cuối cùng thì ở đây sân này nó rất là ưu ái nhé. Thì cái đèn xanh nó rất là nhiều, 21 giây cơ. Nên các bạn nhớ này, mũi tên nó chỉ về phải thì chúng ta phải bật xi nhan phải nhé. Thì tổng có 4 cái xi nhan, xuất phát 1 xi nhan trái, ngã tư thứ 3 rẽ trái 1 xi nhan trái,
và ngã tư thứ tư, đèn đỏ soi xanh đèn đỏ thứ tư ấy, thì là bật sinh nhan phải để rẽ về phải kết thúc. Và trước kết thúc chúng ta cũng phải bật sinh nhan phải nhé. Và các bạn nhớ một điều là trả thẳng lái ra đã, sau đó chúng ta mới bật sinh nhan, tránh tình trạng mà cái vô lăng nó bật ngược trở lại thì tự nhiên chúng ta về đây mà còn 80 điểm mà chúng ta bị trừ 5 điểm đèn xanh, à không bật sinh nhan là rất là phí nhé. Rồi bật sinh nhan phải này. Đấy, thì như thế là chúng ta đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc và vẫn còn 100 điểm nhé. Thì trong quá trình tập thì các bạn hãy cố gắng mình tập lỗi lỗi đi để mình nhớ nhé.